Đố bạn trái gì? Hôm nay mình sẽ thử thách làm thử bánh mì tí hon từ cái trái này xem như thế nào nha. Các bạn nhìn thấy giống trái bánh non không? Nhưng mà nó là trái sake nha cả nhà. Rồi để kể nghe, nhà có cây sake vào mùa đó. Cho nên làm cái món gì thì cũng nghĩ tới nó thôi. Tại vì nó vừa ngon mà lại vừa đỡ tốn tiền nữa. Sake mình gọt vỏ xong đem rửa sạch cắt nhỏ như thế này. Thì mình hấp, các bạn hấp cho thật là mềm nha. Sau đó mình vớt ra ngoài một cái tô. Rồi các bạn hãy tán hoặc là quết cho nó nhuyễn, thật là nhuyễn. Rồi mình để mấy em sake qua một bên đi. Mình lấy một cái thau cho vào đây 3 quả trứng gà. Nếu mà các bạn dùng trứng gà công nghiệp thì 2 quả thôi ha. Mình sẽ cho đường, sữa đặc nè. Rồi mình khuấy đều lên. Cái phần tỷ lệ và công thức á, mình sẽ ghi ở trên màn hình cho cả nhà nha. Sau đó mình sẽ cho vào đây một muỗng bơ thực vật nha các bạn. Rồi lại đánh đều nó lên. Tiếp tục thì mình sẽ cho vào đây bột củ năng cùng với cái phần sake hồi nãy mình tán nhuyễn á, thì mình sẽ cho vào luôn nha các bạn. Sau đó thì các bạn hãy trộn cho nó thật là đều ha. Nếu mà thấy bột của mình hơi lỏng, các bạn có thể cho thêm một củ năng vào cho đến khi nào mình nhồi cái phần bột này của mình á, nó dẻo lại nha mọi người, nó mịn lại giống như thế này của mình á là được nè. Đó, các bạn thấy chưa, ổn ha. Rồi sau khi nó đã dẻo mịn như thế này rồi thì các bạn dùng nắp á, mình đậy lại, mình ủ bột khoảng 15 phút nha. Sau 15 phút thì các bạn có thể lấy bột của mình ra và tiến hành nặn thành những cái hình mà các bạn mong muốn ha. Ở đây thì mình nặn thành những cái hình que, nó hơi dài dài và nhỏ nhỏ như thế này nè, chiên cho nó mau chín mọi người ơi. Các bạn có thể nặn hình tròn, hình vuông, hình tam giác, nói chung mấy bà thích cái hình gì thì các bà tặng hình đó nha. Cái đoạn này các bạn có thể nhờ mấy đứa nhỏ ở trong nhà nó nặn phụ nha mọi người. Cái món này nó cực nhất là cái đoạn này. Tôi có thằng cháu nó rất là mê luôn mọi người, nó ngồi nó nặn phụ cho tôi đó mọi người. Sau đó thì chúng ta bắt một cái chảo dầu lên và chúng ta sẽ cho bánh vào. Các bạn lưu ý là dặn lửa nhỏ thôi nha, đừng có dặn lửa to quá thì bánh của mình nó sẽ mau khét dữ lắm. Rồi các bạn lưu ý là mình sẽ trở đều, thế nó vàng vàng như thế này là được nha cả nhà. Đừng có để nó khét quá thì bánh ăn không có ngon nha. Nhắc nhở mấy bà là dù có nắng nóng và mệt mỏi cỡ nào thì cũng vẫn ráng đứng đợi nó nha. Chứ nếu không một hồi nó khét lẹt là không có gì để ăn nha mấy chị. Và sau một hồi hết sức đảm đang nữ công nữ chánh thì tôi đã có được một cái dĩa bánh ư ư luôn. Ta nói nó thơm phức mà cái màu bánh nó vàng rực, thấy là mờ lem rồi. Để bây giờ để bẻ ra một cái cho mấy bà xem nè. Bánh này nó giòn nha mọi người, xét về cái độ giòn, nó giòn mà nó xốp ở trong ruột nữa, các bạn thấy chưa. Để mình cắn thử cho các bạn nghe cái độ giòn của nó nha. Ngoài giòn thơm á thì cái bánh này được làm từ sake á, cho nên nó rất là dẻo và bùi luôn mọi người. Chấm với tương ớt thì hết sảy cho bà bảy luôn. Tôi làm ra một dĩa mà lá ăn cái 15 phút là hết ráo là mấy bà biết rồi đó. Nhà bà nào có sake thì làm thử ăn nha, còn không có sake thì mình có thể thay bằng bột mì á. Hai hai, chào tạm biệt cả nhà đây nha. Đừng quên nhấn theo dõi để xem tiếp những video tiếp theo của mình nè. Bye bye, mình gặp lại nha. Bye bye.